Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 10 cái token Blood. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start. Rồi sau đó nhập mã captcha. Rồi tiếp tục chọn Continue. Rồi sau đó sẽ join vào Telegram. Chọn join và quay trở lại. Follow Twitter này, retweet bài đăng cộng với test thẻ 3 người bạn. Mọi người sẽ bấm chọn theo dõi cho mình. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ chọn like và test thẻ 3 người bạn nhé. Rồi, chọn tweet lại. Ok, quay trở lại. Rồi tiếp vào Facebook. Rồi, mọi người bấm chọn like này. Và quay trở lại này. Rồi tiếp vào Instagram. Rồi, bấm chọn theo dõi. Sau đó quay trở lại. Và bấm chọn submit. Rồi chọn don này. Telegram này nó có hai kênh, mọi người join cả vào hai kênh cho mình nhé. Một cái kênh global đó. Rồi ok, tiếp theo thì mọi người sẽ nhập profiling của Twitter này. Rồi nhập username của mình vào. Rồi sau đó sẽ nhập username của profiling của Facebook nhé. Thì mọi người sẽ quay trở về Facebook cho mình này. Quay trở về trang chính nhé. Ở đây mọi người bấm vào ảnh đại diện. Tiếp tục sẽ bấm vào dấu 3 chấm. Và sau đó chọn sao chép liên kết trang cá nhân này. Quay trở lại bot này. Mọi người dán vào. Rồi sau đó nhập profiling của Instagram. Mọi người copy này. Rồi sẽ nhập username Instagram của mình vào. Ok, ở đây thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví Solet.io nhé. Mọi người sẽ quay trở vào trình duyệt và mở cái ví Solet.io lên cho mình. Rồi, ai chưa có ví thì có thể vào cái đường link Solet.io để tạo ví nhé. Rồi, mọi người sẽ mở ví lên này. Rồi ok, chọn vào resave này. Sau đó copy cái địa chỉ ví. Và quay trở lại. Dán nó vào. Rồi, ở đây thì nó yêu cầu mọi người sẽ join một cái kênh này của nó. Mọi người sẽ join vào nhé. Chọn join này và quay trở lại, bấm chọn đôn. Rồi, chọn yes. Ok mọi người. Thì ở cái dự án này là nhận 1,5 đô la cái token Blood nhé, chứ không phải 10 cái token Blood đó. Mọi người thông cảm mình nhìn nhầm. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.